Nghị viện châu Âu muốn ICC phát lệnh bắt Tổng thống Belarus. Nghị viện châu Âu kêu gọi các nước và tổ chức thuộc EU xin lệnh bắt của ICC đối với Tổng thống Belarus Lukashenko vì sơ tán trẻ em Ukraine. Các thành viên Nghị viện châu Âu kêu gọi Tòa án hình sự quốc tế, ICC, xem xét phát lệnh bắt đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, tương tự như với Tổng thống Nga Vladimir Putin, và Ủy viên quyền trẻ em Nga Maria Lovabelova, thông cáo báo chí của Ủy ban đối ngoại Nghị viện châu Âu, AFET, ngày 18 tháng 7 cho hay, Afet cùng ngày thông qua báo cáo về tình hình ở belarus trong đó cho rằng belarus phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại và tội ác đã gây ra ở ukraine gồm cả vai trò của nước này trong việc sơ tán trẻ em bất hợp pháp từ khu vực chiến sự giới chức belarus chưa bình luận về thông tin